Dòng cây nhập khẩu thì hiện tại được rất nhiều khách hàng quan tâm. Mình sẽ làm cái video này để giới thiệu những cái cây nhập khẩu đang có sẵn tại vườn. Cây giống dòng đặc sản á. Nhất đấy là cây thần kỳ. Đây, thần kỳ có rất nhiều cỡ cây. Cây to, cây nhỏ, cây có hoa, có quả đều có hết. Đây là cây đang có quả rồi. Thần kỳ đang có quả. Bạn mà muốn xem nó thần kỳ đến mức nào thì các bạn có thể search trên mạng tại sao lại gọi là quả thần kỳ. Cây thứ hai muốn giới thiệu với các bạn đó là cây thanh trà. Khi ăn có vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Đây là cây nho thân gỗ. Nho thân gỗ thì có hai loại, một loại nho thân gỗ thường và một loại nho thân gỗ tứ quý. Nho gỗ tứ quý nhá. Đấy, nhìn cái lá nó cũng khác luôn. Nho ngón tay. Nho ngón tay còn gọi là nho Mỹ, nho ít hạt đấy. Đây là cây táo tàu. Táo tàu thì khác hẳn táo tây đấy. Táo tàu lấy quả nhỏ, quả để làm thuốc. Còn nho Linh Thuận này, gốc to. Cây rất là tốt. Đây là cherry Nam Mỹ. Cherry có hai loại, một loại Nam Mỹ và một loại Brazil. Tí mình sẽ giới thiệu với các bạn về cây cherry Brazil. Nhãn tím này. Đây, đây là lựu đỏ Ấn Độ. Chuối đỏ. Tiếp đó là mâm xôi. Đây là mâm xôi đen. Mâm xôi đỏ, mâm xôi vàng. Cái bên là chanh ngón tay nhé. Hàng này rất là đắt. Ổi ruby ruột đỏ không hạt. Cây trong bầu. Óc chó các bạn ạ. Kiwi này. Quất ngọt nhá, đầy quả. Cây cao ngồng là cây la bở Đài Loan này. Đây, cherry Brazil đây. Đây là việt quất. Việt quất đầy quả rồi nhá. Đào, đào Nhật. La Thái. La Thái quả gần 1 kg quả đấy nhá. Ít hạt luôn. Sung Mỹ này. Sung Mỹ có cây to, cây nhỏ. Đây, dâu quả dài. Và vú sữa hoàng kim. Cây cao hơn mét này. Đây là cây gió. Chanh ngọt Colombia. Là sung Mỹ này. À đâu? Sorry, sorry. Ổi tím nha.